bắt giữ nghi phạm bị truy nã về hành vi lừa đảo chạy án. Lý Thái Thạch, 39 tuổi, ở Bình Định, nổ có mối quan hệ với nhiều người có khả năng lo được việc tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt. Sau thời gian cầm tiền nhưng không lo được việc chạy án, Thạch đã chiếm đoạt 500 triệu đồng của người nhà bị can và bỏ trốn. Ngày 22 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, CSDT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lý Thái Thạch, 39 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, Bình Định, nghi phạm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Bình Định phát hiện, xử lý một đường dây số đề, tạm giữ hình sự một số người. Sau đó, người nhà của những người bị tạm giữ gặp Thạch tìm cách lo tại ngoại. Thạch nổ có quan hệ với nhiều người có khả năng lo được việc tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt. Thạch yêu cầu người nhà những người này phải bỏ số tiền 1,5 tỷ đồng để lo việc. Nghi phạm này đã tạm ứng 500 triệu đồng. Sau thời gian, người nhà thấy những người bị tạm giữ không được thả, nên yêu cầu Thạch trả tiền. Do Thạch không trả tiền, những người này báo lên công an. Sau đó, Thạch bỏ trốn khỏi địa phương và công an tỉnh Bình Định phát lệnh truy nã. Khả Hưng, Tiền Phong.